Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop Z. Sau thành công của video hỏi đáp thứ nhất và rất nhận được nhiều câu hỏi của bạn thì hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi đó, những câu hỏi trên kênh và những câu hỏi ở video thứ nhất. Và hy vọng là hôm nay những câu hỏi và những câu trả lời của mình sẽ giúp cho anh em giải đáp những cái băn khoăn, những cái suy nghĩ của bạn trong những cái thời gian vừa qua. Và anh em đừng quên hãy đăng ký và chia sẻ kênh để giúp cho bọn mình có thêm động lực ra thêm video hỏi đáp hữu ích tiếp theo. Và hãy like, subscribe, ủng hộ, chia sẻ cho bọn mình để có thêm kinh phí để tiếp tục làm video nhé. Và hôm nay mình và Minh sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong video hôm nay. Ok, và thôi câu hỏi đầu tiên đi Minh ơi. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tuấn Nguyễn. Em học ngành ô tô thì nên dùng máy nào dưới 20 triệu ạ? Mong anh giúp đỡ. Trường Minh có học bách khoa đúng không? Thì có ngành ô tô Minh nhỉ? Có ngành ô tô. Và các bạn học ngành ô tô ấy thì chủ yếu sẽ sử dụng những cái phần mềm dựng hình như là CAD này, CATIA này, SolidWorks này. Và xem Semenonic nữa thì những chiếc máy chạm sở hữu cả đồ họa Quadro sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Và tầm giá này chúng ta có Precision 7510, ThinkPad P50, P51 hay là HP ZBook rất là nổi tiếng của những sản phẩm HP rồi đấy. Thì đây là một trong những sự lựa chọn rất là tuyệt đối cho việc dựng hình, render để đảm bảo nhất được cái hiệu năng và sự ổn định tuyệt đối, bền bỉ nữa. Và nếu mà bạn muốn giải trí nhẹ nhàng bằng LL, đế chế F4 hay thậm chí là kể cả lửa miễn phí thì chắc chắn là những chiếc máy chạm này hoàn toàn đáp ứng được. Cùng với đó là mức giá của những chiếc máy này đang rất hấp dẫn tại cửa hàng Laptop AZ. Và đừng quên mã giảm giá AZ300 nhé. Về chi tiết chương trình giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Ok, hy vọng là câu trả lời sẽ giúp cho bạn chọn được mẫu máy ưng ý nhất với bản thân mình. Câu hỏi thứ hai đến bạn Vũ Nguyễn đi. Bạn Vũ Nguyễn hỏi chúng ta: anh ơi, anh so sánh giữa con ROG G512 và Acer Nitro 2020 bản i5 144Hz được không ạ? May thay là bọn mình vừa làm review hai mẫu máy này và đặc biệt là màn hình 144Hz luôn. Bạn có thể tham khảo ngay trên channel thôi, rất là gần thôi ấy. Và có thể tổng hợp lại là nếu bạn thích một thiết kế bóng bẩy, nổi bật cùng với hiệu năng cao và ổn định thì chiếc ROG Strix G512 sẽ là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Còn nếu bạn thích một thiết kế gai góc, đơn giản, có tính di động tốt cùng với tản nhiệt mát mẻ thì Acer Nitro 5 là một trong những sự lựa chọn đáng cân nhắc. Và hy vọng là qua câu trả lời này thì bạn sẽ tìm được mẫu máy ưng ý nhất với cái sở thích của bản thân. Và ok, với cá nhân mình sẽ lựa chọn chiếc ROG Strix G512 vì quạt tản nhiệt rất là êm. Thế nên là mình hay chơi game buổi đêm ấy sẽ không để bố mẹ để ý đâu. Thực sự mình rất thích cái tản nhiệt của G512 và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ có được mẫu máy ưng ý nhất với bản thân nhé. Câu hỏi tiếp theo đến bạn Cao Thủ Đầu TV. Anh ơi, cho em hỏi có máy nào mà tầm dưới 15 triệu chơi game để try hard không ạ? Cũ cũng được. Bạn này Cao Thủ Đầu chắc là chơi GLL đúng không? Liên minh đúng không? Thì trong tầm giá này chúng ta có thể lựa chọn là cấu hình Core i5 thế hệ thứ 7 cùng card họa GTX 1050. Bạn có thể tham khảo thử mẫu Acer Nitro 5 phiên bản 2018 hoặc là Dell Inspiron 5577 và Dell 7567. Đây là những mẫu máy mà rất nhiều anh em mua tại cửa Laptop Z và tin tưởng rồi. Nên là bạn có thể tham khảo những mẫu máy đó. Hoặc là bạn có thể cố thêm một vài trăm nghìn nữa thôi. Anh em có thể thấy được mẫu máy là HP Pavilion Gaming 2019 sử dụng CPU thế hệ thứ 9 mới nhất cùng card họa 1050. Mình nghĩ là trong tầm 15 triệu này bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn và hy vọng là bạn thích chiếc máy nào hơn thôi. Ok, và hy vọng qua câu trả lời bạn sẽ chọn được mẫu máy ưng ý nhất bản thân nhé. Cảm ơn. Nào, để câu hỏi về thứ tư của bạn Anh Nguyên. 5510 và Inspiron 7591 thì nên chọn con nào ạ? Hình như hai mẫu máy này là hai mẫu máy cho anh em làm đồ họa ấy, đúng không? Đúng rồi đấy. Ở câu hỏi này thì bạn không nói rõ yêu cầu của mình khi mà sử dụng máy này là gì. Nên có lẽ bạn sẽ sử dụng trong việc là vừa chơi game vừa làm đồ họa. Ở đây thì 7591 mới ra mắt gần đây, cho nên là CPU và GPU của nó thì đều mạnh hơn so với lại cả 5510. Điều này thì sẽ khiến cho các tác vụ làm đồ họa 2D này, chơi game ở trên 7591 sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu như mà nhu cầu của bạn là thiết kế đồ họa kỹ thuật thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn 5510 với chip Xeon E3-1505M Quadro M1000M. Việc chơi game thì không bằng đâu, nhưng mà thực hiện xử lý các tác vụ đồ họa thì chắc chắn sẽ mượt hơn. Ngoài ra thì 5510 sử dụng màn 4K với độ phổ màu cũng nhỉnh hơn. Và bạn cần phải lưu ý là cái phổ màu Adobe RGB này sẽ phục vụ rất tốt cho cái quá trình là sử dụng cho làm đồ họa in ấn. Như bạn in ấn ở ngoài thì cái phổ màu này rất là quan trọng. Còn nếu bạn chỉ làm ảnh hay là trên Facebook, Instagram hay là TikTok thôi ấy, thì cứ sRGB như này là ngang nhau rồi, không quá chênh lệch đâu nhé. Và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ lựa chọn được chiếc 5510 và 7591 ưng ý nhất với bản thân.
Và câu hỏi thứ 5 đến từ bạn Giyu Tomioka Uibu. Thì mình đọc câu hỏi đi. Ok. Hết hơi luôn. Anh tư vấn cho em xem máy tính tầm 25 cho đến 30 triệu để em chơi game khá nặng và edit tầm trung ạ. 25-30 triệu, một số tiền rất là lớn. Thì trong cái tầm giá này có cấu hình tối ưu nhất và tiết kiệm nhất là Core i7 hệ thứ 9 cùng cả đồ họa GTX 1660T. Ở trong tầm tiền này chúng ta sẽ có những mẫu máy như là Lenovo Legion 5 là Lenovo Legion i545, Dell 7590, HP Omen 2019 và Helios 300. Và đặc biệt là Legion i545 và Helios 300 sẽ có màn hình rất là tốt, cùng phổ màu tốt, tần số quét cao 144Hz. Với cấu hình là Core i7-1660T thì trải nghiệm chơi game của bạn trên những chiếc máy này là mắc ping luôn, mắc sướng luôn đấy. Cùng với đó là đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất với nhu cầu của bạn. Và với cá nhân mình sẽ thích chiếc i545 vì mình thích thiết kế của chiếc máy này. Còn bạn thì có lẽ mình sẽ để cho bạn tự quyết định thôi. Xin cảm ơn nhé. Nào đến câu hỏi tiếp theo của bạn Ông Phạm. Ông Phạm. Chào bạn, cho mình hỏi cuối năm này có những hãng nào cho ra mắt những mẫu laptop mới không nhỉ? Mình cảm ơn. Hiện tại thì các hãng laptop đã ra mắt hầu hết những chiếc laptop gaming rồi. Và như các bạn thể thấy là thường ở đầu năm chúng ta sẽ có sự kiện là CES. Thì những sự kiện đó thì những các hãng sẽ bắt đầu cho ra mắt những cái sản phẩm mới đầu tiên, nhá hàng đầu tiên. Và tầm là tháng 3 và tháng 4 thì những sản phẩm đó sẽ bắt đầu nở rộ tại thị trường Việt Nam, sẽ được mang về thị trường Việt Nam nhiều hơn. Thì có lẽ là bây giờ đến cuối năm thì chắc chắn là sẽ không còn mẫu máy nào nữa đâu. Cùng lắm là chỉ có những mẫu máy như HP Pavilion Gaming phiên bản 2020 hoặc là Acer Neo 5 phiên bản AMD sắp được mới ra mắt thôi. Và hy vọng là qua câu trả lời mình, bạn sẽ không phải chờ nữa mà bắt đầu mua luôn những chiếc laptop gaming của năm 2019 đi nhé. Và câu hỏi thứ 7 của bạn Hà Trọng Khánh đi. Cho em hỏi là trong tầm 20-26 triệu có máy nào vừa chơi game vừa học đồ họa được không? Học đồ họa thì rất là rộng, thế nên là mình sẽ chia ra là học đồ họa 2D và 3D dựng hình cùng với chơi game. Thì các bạn thể thấy là laptop gaming hầu hết với cấu hình là Core i5, Core i7 cùng cả đồ họa GTX 1650 đang là sự lựa chọn rất là hợp lý, như chiếc ROG Strix G512 hoặc là chiếc Acer Neo 5 phiên bản 2020. Đây là hai sự lựa chọn mà quá nhiều anh em quan tâm và cân nhắc luôn đấy, thực sự. Và nếu mà các bạn làm đồ họa kỹ thuật thì chắc chắn là việc chơi game sẽ phải hy sinh đi một chút. Chúng ta sẽ phải lựa chọn những mẫu máy chạm như là Dell Inspiron, xin lỗi bạn là Dell Precision 5520 hay là các dòng HP ZBook của HP. Và hy vọng là qua câu trả lời của mình thì bạn sẽ lựa chọn mẫu máy ưng ý nhất nhé. Ok, và sang câu hỏi thứ 8 của bạn Thái CT. Anh ơi cho em hỏi là ví dụ nếu pin còn 30%, cắm sạc, vừa sạc thì máy có bị cháy pin hay không? Thế bình thường Duy có hay vừa cắm sạc vừa chơi game không nhỉ? Thường thì cái việc cắm sạc và việc chơi game là việc tối cần thiết để giúp cho máy đạt hiệu năng cao nhất và giúp cho máy đỡ bị cháy pin. Thế nên là mình cứ cắm 24/24 thôi. Vậy thì mình có câu trả lời gì cho câu hỏi của bạn không? Thế Duy có thấy là làm như thế nó có cháy pin nhiều không? Mình đã một người dùng khoảng 2-3 năm cho cái thói quen đó rồi thì mình thấy là thời lượng mà pin khi mà mình bị cháy nó gần như không có luôn, chỉ khoảng 5-10% thôi. Mình cắm sạc mình sử dụng liên tục, lúc ấy là nguồn máy sẽ sử dụng luôn mà sạc chứ không sử dụng qua pin nữa nhá. Đúng rồi đấy. Thường thì khi mà bạn vừa cắm sạc vừa sạc thì là nó sẽ không hại pin quá nhiều đâu. Chẳng qua là máy khi mà làm như thế thì nó sẽ sạc chậm đi một chút do cái nguồn điện nó sẽ phải cấp cho cái tác vụ chơi game nhiều. Còn chỉ có một phần là được sử dụng để cho sạc pin thôi. Thế nên là nó sẽ chậm đi rất là nhiều. Nếu như mà các bạn quan tâm về vấn đề này thì chúng mình đã có một cái video hướng dẫn kiểm tra độ chai và cách sử dụng làm sao để cho pin ít chai nhất. Mình sẽ để link của video ý ở dưới phần comment cho các bạn nào quan tâm nhé. Ok. Câu hỏi thứ 9 của bạn Long Trần. Hiệu quả tản nhiệt của dòng Zephyrus có tốt không ạ? Zephyrus là dòng laptop gaming mỏng nhẹ cao cấp đến từ Acer. Và với cái phân khúc laptop gaming mỏng nhẹ thì laptop gaming của Zephyrus tốt, nhưng nếu so với mặt bằng chung laptop gaming hiện tại thì vậy gọi là chưa xuất sắc. Tại vì tản nhiệt của máy vẫn dễ dàng đặt cho CPU hiệu năng cao đấy, nhưng mà dễ dàng chạm ngưỡng là khoảng 80-90 độ cơ, rất là cao. Thế nên là để đánh đổi cho sự tính di động này, gọn nhẹ này thì chúng ta phải hy sinh là tiếng quạt ồn cùng với cả hiệu năng tốt, nhưng mà nhiệt độ sẽ hơi cao một chút nhé. Các bạn cần phải lưu ý cho dòng này. Nhưng mà nói chung là dòng Zephyrus vẫn là một trong những dòng laptop gaming mỏng nhẹ đáng lựa chọn nhất tại thời điểm hiện tại so với cả Razer Blade phiên bản 2020-2019 gì đấy. Ok. Và sang câu hỏi tiếp theo của bạn Trịnh Đào. Thì màn hình của ROG Strix G512 và màn hình của Acer Neo 5 thì màn hình nào để tốt hơn và để render đồ họa? Câu hỏi này thì cả hai máy này của bạn đang phân vân ý, thì đều là máy gaming.
Chính vì thế theo như mình thấy thì màn hình của chúng cũng như nhau thôi, nó cũng đều ở sấp xỉ ở cái mức tầm khoảng 64% sRGB, độ sáng và độ tương phản cũng như nhau để cho một cái trải nghiệm render đồ họa ở mức trung bình, cũng không phải là quá tuyệt vời. Nói chung là đủ đến mức chống cháy, mức cơ bản thôi. Còn mức chuyên nghiệp hơn thì mình nghĩ là bạn sẽ phải tham khảo những mẫu máy cao tiền hơn một chút để có màn hình tốt hơn. Ok, và câu hỏi tiếp theo của bạn Quân QWQ. Laptop nào chiến game tốt và chỉnh sửa video đơn giản dưới 14 củ? Ở trong tầm tiền 14 triệu thì mình nghĩ là có chiếc Dell Inspiron 7559 cùng cấu hình Core i7 và Cortex 960M là một sự lựa chọn rất là ổn áp trong cái tầm tiền này. Hoặc là chúng ta nâng cấp hơn một chút là có card đồ họa Cortex 1050 với của chiếc Inspiron 7567 mạnh hơn và được laptop AZ ưu đãi rất là nhiều. Thế nên đây là một chiếc máy cũng rất là hợp lý trong tầm tiền này nữa. Và cả hai mẫu máy đều đến từ một thương hiệu lớn và là sản phẩm được quá trời anh em game thủ quan tâm trong cái tầm tiền 14 triệu này rồi. Hy vọng là bạn sẽ lựa chọn được 7559 hoặc 7567 để phục vụ nhu cầu chơi game và edit video cơ bản nhé. Ok. Câu hỏi 12 của bạn Nguyễn Hiếu. Tầm 15 triệu học tập chơi game thì nên chọn máy nào ạ? 15 triệu cũng có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà hai lựa chọn mình sẽ đề cao ở đây là CPU thế hệ thứ 7 cùng card đồ họa God 050 của chiếc Inspiron 7567 như lúc nãy mình vừa giới thiệu. Cùng với đó là trong tầm tiền này, nếu chúng ta cố hơn một chút, chúng ta sẽ có chiếc Acer Nitro 5 phiên bản đời thứ 8 của CPU Intel cùng với cả card đồ họa God 050. Thì nếu mà chơi game lẹ nhàng như là FIFA, LL cần dính di động cao thì anh em có thể tham khảo những mẫu máy Ultrabook nữa như là Acer VivoBook S531 hoặc là A512. Nhưng nói chung là nếu mà chơi game thì mình khuyến cáo là anh em cứ mua laptop gaming đi, chơi cho nó bền, chứ đừng mua laptop văn phòng làm gì. Câu hỏi thứ 3 của bạn Lạnh Hoàng. Acer Ninja 5 phiên bản 2020 màn hình 144Hz có FreeSync không anh? Ở đây thì FreeSync là một công nghệ đi kèm GPU, CPU của AMD. Tuy nhiên thì chúng ta có một tin buồn, đấy là AMD đã tuyên bố rằng là họ không hỗ trợ cái công nghệ này ở trên màn hình 144Hz trên Ninja 5. Một vài anh bạn nước ngoài của chúng ta thì đã thử thay cái màn hình của Nitro 5 hoặc là cài thêm các cái phần mềm khác vào để có thể sử dụng FreeSync ở trên cái máy Nitro 5 này. Nhưng mà mình không khuyến khích các anh em thử theo các cách đấy, bởi vì nó hoàn toàn có thể khiến cho máy của các anh em thành cục gạch, thành cái cục chặn giấy ở cái góc phòng kia kìa. Thế nên là nếu mà anh em cần công nghệ FreeSync quá thì chúng ta chắc phải nâng thêm một chút tiền nữa thì may ra có công nghệ FreeSync chống xé hình. Ok, và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ có thêm thông tin về công nghệ FreeSync. Câu hỏi thứ 14 của bạn Brook. Ryzen 7 4800HS và card đồ họa 1050T với cấu hình là Core i5 10300H và GTX 2060 thì nên lựa chọn combo là nhỉ? Với một cấu hình thiên về CPU 8x16 luôn và một cấu hình nghiêng thẳng về card đồ họa thì nếu bạn chơi game thì hãy lựa chọn là Core i5 và 2060. Còn nếu bạn dùng cho chơi game giả lập thì Ryzen 7 4800HS sẽ rất là phù hợp. Bạn không nói rõ nhu cầu ở đây nên là mình cũng rất là khó để trả lời xem là combo này phù hợp với công việc gì. Còn nếu để chơi game thì bạn đã có câu trả lời. Cứ coi 5, RTX 2060 để chơi thôi. Hợp lý. Câu hỏi thứ 15 của bạn Trung Hiếu. Tiêu FA15 và ROG Strix G512 thì đâu là chiếc máy ngon hơn? Nói thật là để nói chiếc máy nào ngon hơn ấy, thì hơi khó. Tại vì là hai sản phẩm này có mức giá khác nhau. ROG Strix G512 hay là G15 sẽ có mức giá cao hơn một chút so với Tiêu FA15. Hầu bao mà không có rụng rỉnh, thích cái tính tự động cao, hiệu năng cao trong tầm tiền, những tính năng nổi bật như là màn hình 144Hz hay là đèn RGB một vùng thì TOEA A15 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Acer TOEA A15 đang là một sự lựa chọn mà quá nhiều anh em quan tâm và hỏi luôn. Và anh ơi có hàng không? Anh ơi sản phẩm này có ngon không? Sản phẩm này có xịn hay không? Thì đây, bạn có câu trả lời rồi. TOEA A15 là một trong những sự lựa chọn rất tuyệt vời trong tầm giá từ 19 triệu. Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu cần một hiệu năng cao, ổn định, tản nhiệt êm, thiết kế bóng bẩy thì ROG Strix G512 là sự lựa chọn gần như là tuyệt đối trong tầm tiền này rồi. Lý do vì sao? Vì thiết kế quá đẹp rồi, hiệu năng cao, tản nhiệt tốt với ken kim loại lỏng, rất là nhiều những tính năng đi kèm và trong tầm tiền đó thì gần như không có. Nhưng ROG Strix G512 thì chúng ta sẽ phải đánh đổi một điều là cân nặng chiếc máy là 2,5kg. Mình có thể tưởng tượng là đây là chiếc máy cân nặng 2,3, còn đây là chiếc máy cân nặng 2,2. 2,5 sẽ nặng hơn một chút, đúng không? Nhỉ? Và cái kích thước tổng thể của chiếc ROG Strix G512 sẽ dài hơn một chút nữa. Thế nên là đút vào ba lô thì sẽ là bất tiện đấy. Thực sự là bạn phải cân đối thôi. Nếu mà có tầm tiền cao hơn, chúng ta sẽ có hiệu năng ổn định, tốt, tất cả tính năng tuyệt vời hơn. Còn tiêu áp A15 mỏng nhẹ hơn, nhưng mà hiệu năng sẽ kém hơn một chút. Thế thôi, hết. Hy vọng là qua câu trả lời mình, bạn sẽ lựa chọn được tiêu áp A15 hoặc là ROG Strix G512. Xin cảm ơn.
Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Và nếu anh em thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho bọn mình để bọn mình có thêm động lực và kinh phí để làm video hơn nữa nhé. Và anh em đừng quên mã giảm giá AZ300. Và về chi tiết chương trình mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Và xin cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Tại sao lại bye? Xin chào nha. Xin chào các bạn.